Express. Một ngày sau khi vào Biển Đông, bão Yagi tăng thêm 4 cấp. Bão sẽ tiếp tục tăng cấp trong 24 đến 48 giờ tới khi áp sát đảo Hải Nam Trung Quốc. Đây là một trong những cơn bão mà được nhận định là mạnh nhất trong vòng khoảng 20 năm trở lại đây. Mà có thể nó sẽ tạo ra một cái dấu mốc của một cái cơn bão mạnh mà trong vòng 60 năm. Cho dù có thể là bị giảm cấp, nhưng nó không phải là một cái mức giảm cấp sâu, mà nó vẫn là một trong những cơn bão rất là lớn. Có nơi ở cái vùng ven bờ của Quảng Ninh có thể có cái sóng cồn lên đến 6-7 mét. Khu vực ven biển có thể sẽ bị sóng cồn nó quất lên trên bờ, lên đường và lên các cơ sở hạ tầng. Vậy dự báo cơn bão Yagi sẽ di chuyển và tác động như thế nào đến vùng biển và đất liền Việt Nam? Người dân cần chuẩn bị gì? Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia cảnh báo thời tiết cực đoan để nắm rõ hơn về tình hình. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Vâng, bão Yagi hiện đang như thế nào và chúng ta có thể dự báo gì về cơn bão này trong những ngày tới ạ? Hiện tại thì bão Yagi đang ở phía đông khu vực bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam của Trung Quốc. Nó đang có cái xu hướng di chuyển chậm để tích lũy thêm năng lượng. Và sau khi mà nó đạt ở cái mức độ khoảng Cat 3, bão nó sẽ có cái tốc độ di chuyển nhanh hơn. Vận tốc gió vào khoảng trưa ngày mùng 4 tháng 9 ấy, đang ở cấp gió 14, giật 15 với vận tốc gió là từ 130 đến 150 cây số một giờ. Và khi mà tiếp cận vào gần khu vực ven biển phía đông của bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam của Trung Quốc thì bão có thể mạnh lên thành cấp siêu bão với cái vận tốc gió có thể lên đến 200 km/h. Đây là một trong những cơn bão mà được nhận định là mạnh nhất trong vòng khoảng 20 năm trở lại đây, mà có thể nó sẽ tạo ra một cái dấu mốc của một cái cơn bão mạnh mà trong vòng 60 năm trở lại đây. Cho nên là tôi đánh giá đây là một trong cơn bão nguy hiểm. Cái lưu ý của mình là cơn bão mạnh trong vòng 20 năm qua đó là ở khu vực miền Bắc, không phải là tính trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Cái đường đi của bão hiện tại thì bây giờ khá là nhiều đài khí tượng quốc tế có những cái nhận định tương đối là tương đồng với nhau, bao gồm cả đài khí tượng thủy văn của Việt Nam, đó là bão sẽ di chuyển vào cái khu vực là vùng eo biển giữa đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam của Trung Quốc. Như vậy thì nó sẽ đi vào một cái khu vực khá là trống trải, ít các cái cơ sở hạ tầng. Có một cái kịch bản khác nhưng mà khả năng là thấp hơn, đó là bão dịch chuyển về cái phía giữa của đảo Hải Nam. Nếu như mà vào giữa của đảo Hải Nam thì bão có thể vướng vào với các cái ngọn núi cao từ 1.500 đến 1.800 mét, bão mới có thể là giảm cấp phần nào. Nhưng mà bão đi vào cái khu vực eo biển và cái bề mặt ở khu vực bán đảo Lôi Châu và phía bắc của đảo Hải Nam thì cái hạ tầng không quá là cao, nghĩa là cái ma sát giữa bề mặt với bão là tương đối là bình, gọi là không cao. Và chính vì vậy cho nên là bão vẫn giữ được cái nguồn năng lượng rất là lớn khi đi vào vịnh Bắc Bộ. Vâng, theo ông thì khi mà đổ bộ vào Việt Nam thì cơn bão sẽ mạnh đến mức nào ạ? Khi mà gần tiếp cận với bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam của Trung Quốc ở bờ đông thì vào khoảng chiều ngày 5 tháng 9 hoặc là tối mùng 5 tháng 9 và đến ngày mùng 6 tháng 9 thì bão đã có thể nằm trọn ở trên bán đảo Lôi Châu cũng như là đảo Hải Nam của Trung Quốc. Sau đó đến sáng sớm ngày 7 tháng 9 thì bão đã nằm ở trong vịnh Bắc Bộ. Nó chỉ có thể giảm cái cấp gió đi từ 1 đến 2 cấp gió chứ không giảm nhiều. Và sau đó thì khi vào vịnh Bắc Bộ ấy, thì cái nền nhiệt ấm của vịnh Bắc Bộ hiện nay đang 31 độ C sẽ là một cái điều kiện rất thuận lợi để bão có thể mạnh lên hoặc là ít nhất là duy trì cái cấp bão, cái năng lượng của bão. Cho nên là cho dù có thể là bị giảm cấp nhưng nó không phải là một cái mức giảm cấp sâu, mà nó vẫn là một trong những cơn bão rất là lớn. Và tôi nhận định là nó có thể duy trì ở cái mức Cat 2 với cái vận tốc gió từ 120 đến 150 cây số một giờ và duy trì cái năng lượng đó đi tiếp cận vào vùng bờ biển phía vịnh Bắc Bộ của Việt Nam, bao gồm các cái tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Quảng Ninh. Tuy nhiên thì khu vực Thanh Hóa thì có thể là có cái cấp gió nó thấp hơn so với khu vực Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh. Cấp gió khi mà vào bờ
Nó có thể duy trì ở cấp 12, 13, giật cấp 15. Với cái cấp gió như vậy thì nó sẽ tác động đến cái hạ tầng các cái tỉnh ven biển trước tiên với một sức mạnh rất lớn về cấp gió. Một điểm khác đáng lưu ý đối với cơn bão này đó là sóng cồn đi kèm với cái bão ấy. Bão nó tạo ra cái sóng cồn rất là cao. Có nơi ở cái vùng ven bờ của Quảng Ninh có thể có cái sóng cồn lên đến 6-7 mét. Và với cái sóng như thế thì nhiều cái vùng ở các cái khu vực ven biển có thể sẽ bị sóng cồn nó quất lên trên 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 bờ, lên đường và lên các cơ sở hạ tầng như là cầu cảng, khu du lịch và các cái đô thị ven biển. Một cái điểm nữa là khi mà bão vào với một cái lượng mưa rất lớn mà kết hợp với sóng cồn cao á, thì cái khả năng thoát nước của các khu đô thị ven biển cũng như là khu dân cư trong đồng ruộng đi ra ngoài sông để đi ra ngoài biển sẽ kém. Cho nên mưa bao nhiêu ở trong đất liền thì nó sẽ giữ lại tạm thời ở trong khu vực đất liền. Và chính vì vậy cho nên là nó sẽ tạo ra cái nguy cơ rất lớn về ngập lụt đô thị ở các khu đô thị ven biển cũng như là các khu dân cư và đồng ruộng ở vùng ven biển. Vâng, so với những cơn bão mà mình đã trải qua trước đây thì Yagi nó có thể gợi nhớ đến cơn bão nào ạ? Về sức mạnh của bão thì nó sẽ phải tương đương hoặc là cao hơn so với cơn bão Damrey tiếp cận vào Nam Trung Bộ năm 2017. Vâng, vậy thì bão Yagi khi mà đi vào đất liền Việt Nam thì nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến những vùng nào ạ? Tùy thuộc vào cái cách mà người ta lợp tôn như thế nào. Nếu như lợp tôn mà có cái hệ thống thép neo ở trên chốc của cái mái ấy, với hệ thống bê tông tường thì cái khả năng để bật mái tôn thì ít hơn so với việc đó là các cái mái tôn mà được lợp không chắc chắn. Sẽ tùy từng vị trí nữa. Nếu mà cái vị trí của mái tôn mà hay nhà mà ở cái vị trí chống gió, cái nguy cơ mà bị bật sẽ cao hơn so với là các cái nguy cơ mà ở các cái nơi kín gió hoặc là thấp. Nếu như chúng ta so sánh chẳng hạn như cơn bão số 9 vào Quảng Ngãi năm 2020, cái sức gió được dự báo là thấp hơn so với cái cơn bão này. Thậm chí có những cái nhà xưởng bay cả các cái mái tôn với cái diện tích là 120 mét vuông và nó nhấc bổng cả cái mái tôn bay đi chỗ khác cách đó 20 mét. Như vậy thì chúng ta phải tưởng tượng đó là với cái sức gió từ 100 đến 120 cây số một giờ và gió giật thì cái sức mạnh của gió rất là lớn. Theo như cái cấp gió được dự báo của hiện tại thì có các cái nguy cơ phá hủy cái hạ tầng rất là lớn. Nguy cơ thứ nhất là các cái nhà cấp 4, các nhà lợp tôn và các nhà có tường yếu thì sẽ không chống chịu được với cái sức gió là từ 120 km một giờ. Nó sẽ gây là tốc mái và sập tường đối với các cái nhà yếu ở vùng ven biển và ngay cả ở các cái vùng trong thành phố. Đặc biệt là khi gặp các cái gió giật mà nó kéo dài hơn 1 phút thì nó có thể có nguy cơ đến các cái hạ tầng này. Cái thứ hai là hệ thống cây xanh, cây cối nếu như không được cắt tỉa có thể sẽ bị gãy đổ. Hệ thống đường điện nếu như mà không được gia cố và cắt tỉa các cái hệ thực vật ở xung quanh hệ thống đường điện thì là khi mà một cây lớn đổ thì nó có nguy cơ nó cũng kéo đổ các hệ thống đường điện. Cho nên là dẫn đến nguy cơ bị mất điện trong và sau bão. Các cái thuyền bè neo đậu ở các cái vùng mà trống không có cái vùng có cái địa điểm mà neo đậu vững vàng và ở vùng thấp thì nó có thể là bị các cơn sóng đánh để bê lên bờ. Như vậy thì cách tốt nhất là mình phải là thuyền nhỏ thì mình đưa lên bờ, huy động cư dân để có thể là cùng nhau đưa các thuyền nhỏ lên bờ. Người dân ở các cái khu vực chịu ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão cần chuẩn bị như thế nào ạ? Người dân ở trong các cái khu vực vùng ảnh hưởng, ở vùng ven biển, vùng thấp trũng, ở các cái khu vực có các cái cửa sông, cửa biển, bờ biển mà có nhà thấp và nhà yếu thì nên sơ tán. Thời gian sơ tán tốt nhất là hoàn thành trước 9 giờ tối ngày mùng 6 tháng 9. Tại vì chúng ta biết là khi bão vào Vịnh Bắc Bộ vào sáng sớm mùng 7 tháng 9 thì ngay xong buổi trưa gió to nó đã tiếp cận với đất liền và khi đấy nếu như chúng ta sơ tán thì sẽ không còn kịp hoặc là rất vội vã là chúng ta có thể bị thương khi mà chẳng chống nhà cửa hoặc là trong cái quá trình sơ tán mà vội vã thì chúng ta lại không kịp dọn dẹp và kê cao các cái đồ đạc tại nhà. Về hình thức sơ tán thì tuyệt đối tuân thủ theo cái hướng dẫn của chính quyền địa phương, không nên là ở lại lồng bè nuôi thủy hải sản, không nên ở lại trên thuyền, không nên ở lại các cái khu vực nhà yếu, đặc biệt là các cái khu vực từ Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Hải Phòng, các vùng ven biển là nên có cái phương án sơ tán nếu như chúng ta ở trong các cái nhà yếu.
Còn những cái công việc chưa làm xong thì cố gắng để làm xong sớm nhất trong vòng cỡ khoảng là đến 8 giờ sáng ngày mùng 7 tháng 9 là nên hoàn thành. Về neo đậu đầu tàu thuyền, như tôi đã nói là cái sóng cồn nó rất là cao, cho nên là tốt nhất là đưa được thuyền vào trong các cửa sông thì nó sẽ an toàn hơn so với là trực diện ở ngoài ven biển. Tại vì với sóng cồn cao thì nó có thể nhấc bổng những cái con thuyền lên đường. Thì chúng ta cũng có cái kinh nghiệm của nhiều cơn bão ở miền Trung, đó là rất nhiều con thuyền đã bị bão là đánh lên lên trên bờ. Người dân phận nên thứ nhất đó là tuân theo cái hướng dẫn của chính quyền địa phương, tại vì bây giờ thì hầu hết các cơ quan phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn là có cái cơ cấu tổ chức cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh đều có, và bây giờ có cấp trung ương chỉ đạo. Thì thứ nhất là tuân thủ các cái hướng dẫn, tại vì mỗi cái địa phương lại có một cái hình thái và cái cơ sở vật chất khác nhau, cho nên là việc tuân thủ cái hướng dẫn của chính quyền địa phương là điều quan trọng nhất. Cái tiếp theo á, đó là người dân cũng cần tự đánh giá các cái rủi ro về việc là bảo vệ và quản trị các cái tài sản của mình. Chẳng hạn như là nếu nhà có trong cái vùng mà thấp trũng thì chúng ta phải biết là có tài sản lớn của mình như là cái xe máy, tivi, những cái đồ nội thất mà đắt tiền thì chúng ta có thể là kê cao lên hoặc là đưa lên trên tầng 2. Nhà mà có ô tô thì nên đem ô tô đi gửi trong ngày mùng 6 tháng 9 và nên gửi ở cái chỗ cao. Tại vì trong cái trường hợp mà bị ngập lụt thì cái nguy cơ mà bị hỏng xe cộ, mà cái tài đó là tài sản lớn, thì nó sẽ dẫn đến cái ảnh hưởng về kinh tế rất là lớn. Và cái khuyến cáo này không chỉ riêng cho bà con ở khu vực ven biển mà bao gồm cả các khu vực như là thành phố Hải Dương, vùng thấp trũng của Hà Nội, của Bắc Giang, Nam Định, Thái Bình. Chúng ta lưu ý về cái việc đó là bảo vệ các cái tài sản của mình. Việc quan trọng đó là mỗi nhà có một cái kế hoạch riêng cho mình. Chẳng hạn như nếu ngập lụt thì nhà mình sẽ đi đâu, thì phải có sẵn cái kế hoạch đó. Nếu ngập lụt và gió lớn thì xe cộ, đồ đạc tài sản phải để ở đâu, thì có kế hoạch khi mà có cái lệnh sơ tán hoặc là khi có cập nhật bão mà nó vẫn giữ nguyên cái cường độ như dự báo thì chúng ta lúc đó sẽ hành động theo cái kế hoạch như vậy, thì nó sẽ không bị lúng túng và bằng cách đó thì chúng ta sẽ giảm được các thiệt hại. Điều quan trọng nhất, ưu tiên nhất trong phòng chống thiên tai luôn luôn đó là tính mạng, cho nên là cần phải xác định để bảo vệ tính mạng con người là đầu tiên, sau đó là tính đến các việc là bảo vệ tài sản. Vâng, xin cảm ơn ông về những trao đổi vừa rồi. Vâng, chúng ta nhớ lại là bão Damrai năm 2017 đã gây ảnh hưởng lớn đến các tỉnh Nam Trung Bộ và một phần Tây Nguyên. Bão đổ vào các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên với sức gió 11 đến 12, giật cấp 13 đến cấp 14. Bão và mưa sau bão được đánh giá là gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, với hơn 100 người chết và thiệt hại về tài sản lên tới hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình bão Yagi trên VnExpress. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.